Dạ, xin chào cô chú anh chị em trở lại kênh Tú Trần Bonsai và Làm Vườn ha. Thì tiếp tục hôm nay mình giao lưu anh chị những cái cây giá mềm, thì những cái cây nó dạng tương đối thôi anh chị. Mình quay được những cái cây mình giao lưu để những anh em tìm những cây đẹp thì lại tốn thời gian. Anh em phàn nàn thì mình sẽ quay lượt trước rồi mình quay chi tiết anh chị ha. Rồi thì hôm nay mình lượt lượt những cái cây như thế này để anh em nào thích cái dạng cây tập ghép chơi, giá nó cũng mềm anh chị. Thì đây là những cây mình sẽ giao lưu. 4, 8, bên đây 3 cây nữa. Đây có 2 cây tán dù để mình quay chi tiết ha, là 10. Còn những cây đó mình có quay những video nhưng mà chưa giao lưu được thì mình một hồi mình quay lượt cho anh chị xem sơ lược thôi. Những cây đó thì vài ngày nữa mình sẽ gieo chậu luôn á. Thì vẫn nuôi tiếp để giao lưu em. Bên đây là 2, 4, 6 cây nữa anh chị. Là tổng cộng những cây này mình sẽ quay chi tiết để giao lưu anh chị ha. Mình quay lượt cái lô này để có những cái bình luận trái chiều của anh em. Thì mình cũng nói chung là những cái bình luận góp ý của anh em thì mình rất là hoan nghênh. Nhưng mà có những cái bình luận gần đây thì mình thấy nó hơi trái chiều. Thì làm mạng xã hội anh chị thì có rất là nhiều cái suy nghĩ tích cực và tiêu cực khác nhau. Mình cũng có tâm lý để chuẩn bị những cái vấn đề đó, nhưng mà lại có những anh em bình luận khá là khó nghe. Cho nên mình quay lượt những cái cây. Thì có anh em nói là những cái cây mình đẹp thì để lại nuôi, rồi những cái cây xấu xương sóc gì đó thì bán cho anh em ha. Thì mình đã giảm giá. Đây là những cây mà về nó bị yếu, lắc bầu, rung bầu vậy chị. Thì mình sẽ vô chậu như thế này để mình nuôi tiếp nè anh chị. Đây, những cây này mình nuôi. Thì anh chị tổng quan cái vườn. Và phía sau này là những cái cây mình thì đây là những cái cây mình cũng đã có quay giao lưu với anh chị. Nhưng mà có thể là anh em không có coi video thì mình cây nào không giao lưu được thì mình sẽ đưa ra đây để mình vô chậu để nuôi tiếp, ghép giao lưu tiếp theo với anh chị. Còn những cây đẹp thì mình đã lựa lựa như vậy, mình đều quay hết anh chị. Chỉ có một cái cây 25 triệu với một cây 6 triệu là mình chưa đăng lên, thì anh em gọi qua bên Zalo thì mình đã chốt cho anh em. Còn toàn bộ về là những cái cây này mình đều lên hình để giao lưu anh em hết. Cho nên có những cái bình luận trái chiều thì mình cũng hơi buồn anh chị ha. Rồi tiến hành mình vô chi tiết. Đây là cây mã số 1, mình ghi là 1A anh chị ha. Để anh chị chốt cây thì sẽ dễ nhớ hơn. Cây mã số 1A. Cây này hoành, đo vị trí này là 40. Ngay vị trí này anh chị ha. Còn trên đây là 38, cách một tấc cổ đế là 38. Để đôi khi anh em lại nói mình ăn gian hoành này kia nữa, nó rất là nhiều cái vấn đề mặt đế. Cái này nếu mà tính hoành cách cổ đế lên một tấc là 38. Cây mã số 1A, giá là 1,2 triệu. Thì cái lô này nó già cây. Và mình bán cho anh chị là khi mà về nhà có trục trặc gì anh chị cứ gửi hình qua Zalo, mình sẽ xử lý cho anh em hài lòng. Còn nếu anh em không hài lòng cứ bình luận trên kênh thì để cho anh em biết là cái kênh mình bán như thế nào. Để một số anh em nói là cái kênh này có một cái bình luận rất là khó nghe. Cho nên khi mà anh em đã mua cây cho mình mà nó có trục trặc gì đó, anh em gửi qua Zalo mà mình giải quyết chưa ổn thỏa cho anh em thì anh em cứ bình luận trên kênh thực tế thì mình sẽ, đó mới là thực tế anh chị. Còn anh em chưa biết mình như thế nào mà một số anh em vô bình luận khá là khó nghe. Đây một cây hai, mã số 2A. Cây này hoành 28, đo vị trí này anh chị ha, cách xa cây cổ đế là 28, giá là 700k cho cây mã số 2A.
Rồi tiếp theo cây mã số 3A. Những cây này cái gọng mình cắt cao anh chị, để anh chị chơi cái form lở lở trên, còn anh chị thích lùng thì về cắt ngắn vậy ha. Cây này cây mã số 3A, đo vị trí này là 30 vành, giá là 500k. Cây mã số 3A 500k 30 vành. Rồi tiếp theo cây mã số 4A. Cây này thì có bộ tàng nó đóng tương đối đều anh chị ha. Cây này mình chơi ghép thì đóng mau chơi, có bộ đế cũng tương đối thôi. Vành đo vị trí này là 38, 38 vành chị ha. Giá là 1,2 triệu cho mã số 4A 38 vành, giá 1,2 triệu. Rồi tiếp theo cây mã số 5A. Thì đây là một cái cây nó ngồi có hai cái chân bè ra anh chị, bệt rất là lớn ha. Đo vị trí này là 44, giá 2,4 triệu cho cây mã số 5A. Thì mình đang về bứng tiếp cái vườn này cho nên mình quay lượt lại, có một số cây mình quay lại anh chị, mình giao lưu lại cho anh chị ha, cho nên mình có giảm giá trong đây để anh em mua về chơi. Thì những cái lô này mình có chia sẻ anh chị rất là nhiều rồi. Nó mình bứng tại vườn và cái cây nó già thì nó là khác anh chị ha, mình dễ nuôi và cái cây nó sẽ phát triển ổn định hơn. Và khi nuôi anh chị về mà cây có trục trặc gì cứ gửi qua Zalo cho mình, mình sẽ giải quyết ổn thỏa cho anh em, đến khi nào anh em hài lòng thì thôi ha. Tiếp theo một cây mã số 6A. Mã số 6A vành 32. Cây này thì giá 1 triệu bao ship anh chị, để cho anh chị tập nuôi chơi ha. Cây này nó nằm hay hay, có cái rễ bên đây nó chịu qua nè. Nói chung hiện tại một số anh em có cái nguồn về, một số anh em có cái nguồn khá là rẻ cho nên giao lưu anh chị có những cây khá là rẻ, còn mình thì lấy tại vườn, mình cân đối cái giá để giao lưu anh chị cho nên không biết sao có anh em thì nói giá ok, còn có anh em thì nói quá mắc hay gì đó ha. Thì mình cũng không biết nữa, mình chỉ cân đối giá. Thì cây nào nếu mà rẻ quá mình không có lời thì mình sẽ vô chậu để nuôi ghép để mới thu hồi vốn được anh chị. Còn nếu mà giảm giá nữa thì mình sẽ không có thu hồi vốn nổi luôn ha. Cái lô này nó không có cây đặc biệt để cầm bày nhiều cho nên giá mình không có lời cái bài này luôn á. Đây một cây mình cắt rất là lùng chị thấy ha, vành 25, giá là 500 cho cây mã số 7A. Cây này anh chị nào có chơi nhỏ ha, cắt gọn luôn, nhỏ xíu luôn, ép chậu như cách mình ép cái cây sáu mấy vành á, thì nếu mà ép được thì nó sẽ rất là mạnh anh chị nha. Và cái cụ nó cũng tương đối để mình chơi. Rễ này có thể anh cắt bỏ luôn cũng được, để mình chơi một cái cục nhỏ vậy thôi. Vành 25 cho cây mã số 7A 500k. Tới cây 8A anh chị ha. Cây này thì có cái tàn lở, chân đế thì nó cũng tương đối anh chị ha. Bấu xuống nè, nó bò bò xuống nè. Cây này vành 32, giá là 1,2 triệu cho cây mã số 8A, cao là 90 cm. Cây mã số 8A. Rồi tiếp theo cây mã số 9A.
Cây này cái hoành cũng khá lớn anh chị, một cái cục khá là lớn ha. Thì những cây này trước đây thì nó khoảng 4-5 triệu anh chị, nhưng mà hiện tại cái cây giá cây nó nửa giá anh chị ha, cho nên cái cây này hoành đo hai vị trí ngay chỗ của đây là 48, ngay cái lưng này là 48, ngay cái eo nhỏ nhất này là 34, ngay vị trí này anh chị ha, đo ra đây là 34, ngay đo với ức này là 48, giá là 2 triệu cho cây mã số 9A. Cây này anh chị ép cái chậu nhỏ nó vô trong chậu ngồi một cục luôn, nguyên một đống luôn anh chị. Thì mấy nay vinh tới vinh lui đau lưng luôn chị, cho nên hôm nay xin phép anh chị để dưới này quay luôn ha. Mã số 9A hoành eo, nghe vị trí này là 34, ở đây là 48, đo áp cụ đế là 50 mấy, cổ đế là anh chị, kề ngồi rất là lớn ha, giá 2 triệu. Rồi tiếp theo cây số 10, cây số 10A. Cây này có cái dáng khá là hay, xoay qua ngóc lên. Cây này thì về vẫn chơi phong cao anh chị ha. Cây mã số 10A có thông số là đo tại vị trí này là 35. Thì có những anh em đo thì người ta đo áp cổ rễ, mình đo đây, nhưng mà một số anh em lại bình luận là mình đo ăn gian hoành, nói chung là mạng xã hội anh chị, thì tùy anh em ha. Giá 1,2 triệu, hoành 35 cho cây mã số 10A. Quay từ trên xuống nên chị nhìn hết cái dáng của nó. Rồi tiếp theo cây mã số 11A. Mã số 11A hoành 36 cho cái eo chỗ nhỏ nhất, và đo ở trong đây là 47, nghe đây anh chị ha, đo tràn dưới đây là 50, để anh chị biết được cái cây nó như thế nào thôi, chứ còn mình đo vị trí nào thì mình thông báo cho anh chị ha, để anh chị dễ hiểu. Cây này thì có thể lấy mặt tiền ở đây. Những cái cây, cái lô này thì mình, cái cây nó hơi bị nâng chị, cho nên cắt cái ngọn nó sẽ hơi lớn. Thì anh chị ghép 3 bo, nó vẫn kéo, nếu mà nuôi khỏe thì cây nó kéo cũng ok ha. Và nó sẽ giữ cái mạch thẹo mình, không có vấn đề lớn đâu. Cây mã số 11A, giá là 1,8 triệu. Mặt cho anh chị xem ha. Mã số 11A. Rồi tiếp theo cây mặt số 12A. Cây này thì nó có một cái cục, cắt thành một cái cục luôn chị. Anh chị cũng có thể ghép dựng ngọn lên đây, ghép ba cành mình làm một cái lùm lên chơi. Cây này nó cũng quái quái ha, nguyên một cái bệt nè. Cây mã số 12A hoành 35, đo ngay cái eo ngay đây là 35, giá là 1 triệu cho cây mã số 12A. Rồi tiếp theo cây mã số 13A có một cái cành phóng khá là lớn luôn. Thì cây này tùy anh chị ha, thích một cái cành phóng lớn thì chơi, còn nếu không mình cắt vô trong đây. Anh chị lấy cái xương một đây, lắc cái cành nhỏ lại, vẫn chơi một cành phóng, nhưng mà mình chơi nghệ thuật hơn, mình chỉ cắt trong đây để đánh nhỏ gọn lại thì nó sẽ duyên hơn. Tuy nhiên thích một cái cành mạnh mẽ thì để cành đó cũng được ha, nhưng mà theo ý mình thì mình sẽ cắt ngay đây để nối cái cành lại.
thì cái mạch nhựa ở đây nó lớn thì nó sẽ dẫn cái cành này vẫn là cành phóng đẹp luôn chị ha. Chân ghế nè, cây mã số 13A. Cây này thì chọn mặt tiền phía bên đây. Hoành 30 do ngay vị trí này. Giá là 1.400.000 cho cây mã số 13A. Tiếp theo cây mã số 14A. Phía sau cây này nó cũng một bạt trên kia ha. Hoành đo vị trí này là 36. Ngay đây. Cây mã số 14A. Giá là 1.400.000. Cây này cũng có duyên chị. Tiếp theo cây mã số 14 và 15 anh chị, thì nó hai cây này mình chơi tán dù. Cây này mình chơi mặt tiền phía bên đây về chân đế ha. Có một cái cành dưới, nếu mình chơi dù mình cắt bỏ cái cành này luôn, ở trên lợp một cái tán dù trên đây, nó đóng cấu cành cũng khá là đều để mình chơi một cây dù. Nguyên lấy thước đo chiều cao hai cây này Nguyên, mặt để bên đây ha. Cây này hoành 42 đo vị trí này cho cây mã số 14A, giá là 2.600.000. 42 hoành. Rồi tiếp theo cây mã số 15A. Cây này bộ đế cũng tương đối đều ha. Cây này hoành ngay vị trí này là 41 hoành. 41 hoành ngay đây ha. Giá là 2.200.000, cao nhiêu? Cao 1m6. Hai cây này em chị có thể chơi hai cây dù một cặp luôn chị. Nó cũng tương đối ngang nha, cái thân nó cũng ngang ngang á. Cây này thì nó cao hơn xíu, cái này mình vịt ngọn nữa thì mình có thể chơi một cặp luôn, khoảng 1m4 tới 1m6 cho cặp dù này. 2.200.000 cho cây mã số 15A. Cây 14A là 2.600.000 anh chị ha. Rồi cây 16A, một cây này một bạt luôn, nó nằm cây này thì giá 500.000, đo vị trí này là 27 hoành. Cây mã số 16A ha, giá 500.000 để anh chị tập nuôi chơi. Thì cái phí của mình hết 100 ngoài anh chị công quấn keo rồi đóng gói giấy rồi ship bưu điện nên chị, thì anh chị biết ha, mỗi chi phí nó phát sinh. Thì anh chị thấy cái lô mình, những cái cây nào mà khi mà về anh chị nhận có trục trặc gì anh chị cứ gửi qua Zalo, mình sẽ giải quyết, anh chị hài lòng mới thôi. Cũng như hôm rồi có một cái anh bạn là mình đã, bữa đó mình đi tiệc á, thì mình chốt cây cho anh bạn, nhưng mà bữa đó do tiệc thì ồn ào anh chị, với lại bữa đó anh em chốt nhiều quá cho nên mình ghi lộn, thì mình đã hứa cái cây đó cho anh em là 1.000.000 cây 900, anh em dặn là chốt cho anh bạn, nhưng mà mình lại lộn cho cái người khác. Thì ngày hôm sau mình gửi lại một cái cây khác để trục lỗi với anh em là cái giá 1.600.000, nhưng mà mình bán cho anh em là 1.000.000. Và một cây nữa anh em mua, nhưng mà anh em nói là thôi lấy một cây thì gửi lại một cây, nhưng mà mình lên cái đơn lại gửi cho anh em cây đó luôn, thì cái cây đó là 300.000. Thì khi mà tới nơi, đó là do cái lỗi bên mình, là anh em đã, mình đã hứa là hồi cho anh em rồi, nhưng mà mình vẫn gửi. Thì cái cách chọn lựa hài lòng cho hai bên là mình sẽ bớt 100.000 để anh em có hài lòng hay không, tức là mình lấy 200 thôi, nhưng mà anh em 300 anh em cũng vui vẻ nhận, nhưng mà lỗi bên mình thì mình sẽ tìm cái hướng để anh em vui. Đó là cái cách làm của mình. Cho nên
có vấn đề gì anh chị cứ gửi qua Zalo, mình sẽ giải quyết hài lòng cho anh em, hài lòng thì mới thôi ha. Rồi cái video này mình quay một số cây cũng như là đợi cái lô mới về để anh em ủng hộ tiếp ha. Cái lô này thì mình quay 16 cây thôi. Mình xin phép được kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị xem kênh thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình ha, cũng như ủng hộ cái lô này. Rồi xin chào cô chú anh chị nha.